Vào ngày 15 tháng 8 vừa qua, VinFast đã chính thức niêm yết trên sàn Nasdaq của Mỹ với giá trị vốn hóa hơn 23 tỷ USD. Trong niềm tự hào vì một công ty Việt Nam có thể niêm yết trên một trong những sàn chứng khoán nổi tiếng nhất thế giới, hãy cùng Spider Room ngó qua hành trình này của công ty sản xuất ô tô điện duy nhất tại Việt Nam qua bài viết của tác giả Anh Tuấn Vũ. Bài viết được chia thành hai phần chính. Thứ nhất là giải nghĩa S-Park, con đường mà VinFast lựa chọn thay vì con đường truyền thống là IPO. Và thứ hai là bàn về cơ cấu của VinFast. Và không mất nhiều thời gian của các bạn nữa, chúng ta hãy vào việc thôi. Bạn yêu thích những video về kinh tế tài chính từ Spider Room và muốn tìm hiểu thêm nhưng không biết bắt đầu từ đâu? Bạn muốn chia sẻ những kiến thức về kinh tế tài chính của mình cho cộng đồng và được Spider Room chuyển thể thành video trên kênh YouTube của nhà nền? Còn chần chờ gì nữa mà không tham gia ngay? Tiền ở đâu, đầu ở đó, group mới toanh từ Spider Room, nơi bạn có thể chia sẻ kiến thức, kết nối với những người có cùng đam mê. Tham gia ngay bằng đường link ở dưới phần mô tả các bạn nhé. Một, định nghĩa. Đầu tiên chúng ta cần hiểu SPAC có nghĩa là gì. SPAC hay là Special Purpose Acquisition Companies được hiểu là một công ty rỗng, không có hoạt động kinh doanh, không sản xuất hay bán bất kỳ một sản phẩm dịch vụ nào. Được lập nên với mục đích duy nhất là huy động vốn, sau đó dùng số vốn đó đi mua lại một công ty X khác để niêm yết công ty X đó lên sàn chứng khoán mà không cần thông qua IPO truyền thống. Vì thế, SPAC có thể tạm dịch là công ty được thành lập với mục đích thâu tóm. Trước khi tiếp tục, có một khái niệm khác mà nhiều người đã biết, đó là IPO, Initial Public Offering, phát hành lần đầu cho công chúng mua bán cổ phiếu. Mục đích của SPAC gần giống với cả IPO, tuy nhiên SPAC giải quyết được nhiều điều mà quy trình IPO truyền thống khó chấp nhận, cụ thể là các thủ tục, kinh phí, thời điểm, đặc biệt là các thủ tục về minh bạch tài chính, thứ thường khiến các công ty trượt thời điểm gọi vốn. Nhờ đó mà SPAC trở thành cách niêm yết cửa sau cho các công ty startup và cũng là khoản đầu tư rủi ro hơn so với IPO truyền thống. Các ví dụ nổi tiếng như là WeWork, Grab đều niêm yết trên thị trường chứng khoán Mỹ bằng cách này. Hay theo nhiều nguồn tin, có vẻ Kỳ Lân Công nghệ VNG cũng có kế hoạch đi theo con đường này. 2. Lịch sử. Lịch sử hình thành của SPAC bắt đầu từ những năm 1990, khi các công ty nhỏ nghĩ cách để tránh các quy trình IPO truyền thống mà vẫn huy động được vốn trên thị trường mở. Thời kỳ này, các công ty SPAC chủ yếu sinh ra trong những mảng như công nghệ, chăm sóc sức khỏe, logistics, truyền thông, bán lẻ và viễn thông. Thị trường SPAC đã trở nên đặc biệt nở rộ trong năm 2020 và 2021. Với mức độ biến động thị trường bị đẩy lên cao trong bối cảnh đại dịch COVID đã khiến rất nhiều công ty muốn niêm yết để huy động vốn trên thị trường chứng khoán. Tính riêng trong năm 2020 và 2021, đã có khoảng 850 công ty lên sàn chứng khoán Mỹ theo cửa SPAC, gấp nhiều lần tất cả các năm trước cộng lại. Trong đó có không ít SPAC đến từ những người nổi tiếng muốn kiếm tiền nhanh, đặc biệt là qua việc sử dụng tiếng tăm và sức ảnh hưởng của mình để truyền thông cho các công ty mà họ sở hữu. Ví dụ như là Jay-Z với cả The Parent Co, Serena Williams với Jaws Spitfire Acquisition Corp, hay là Stephen Curry với cả Dunn Acquisition Corp. Điều đáng nói ở đây là theo tờ báo kinh doanh Fortune, thì 2/3 số SPAC dính líu tới người nổi tiếng đều khiến các nhà đầu tư phải âm tài khoản. Có lẽ chính bởi vì vậy mà kể từ tháng 4 năm 2021, Ủy ban Chứng khoán Mỹ đã ban hành các quy định kế toán mới để tăng cường giám sát SPAC, khiến số lượng SPAC giảm 86% trong năm 2022. Đến tháng 5 năm 2023 thì chỉ có 14, một con số vô cùng khiêm tốn. Vậy thì, một thương vụ SPAC sẽ hoạt động như thế nào? 3. Quy trình thông thường của một thương vụ SPAC. Dĩ nhiên, nó sẽ bắt đầu với bước 1, đấy là thành lập một công ty SPAC. Một SPAC được thành lập bởi các sponsor, tạm dịch là các nhà tài trợ. Họ thường là các nhà đầu tư nổi tiếng hoặc là các công ty đầu tư. Lý do nhà đầu tư nhỏ lẻ mua cổ phiếu SPAC là vì họ biết đến danh tiếng những nhà tài trợ này và tin tưởng rằng những nhà tài trợ sẽ giúp cho SPAC mua được những khoản đầu tư tăng trưởng tốt. Bước 2, SPAC tiến hành IPO nhằm kêu gọi vốn. Lúc này công ty chỉ có duy nhất tài sản là số tiền thu được từ IPO. Ở đây, SPAC tuân thủ quy trình IPO như bất kỳ doanh nghiệp nào. Giá cổ phiếu của các SPAC khi IPO thường trung bình là 10 USD trên cổ phiếu. Sau khi lên sàn thì SPAC sẽ có mã cổ phiếu riêng. Bước thứ 3 là tìm một công ty X khác để mua lại. Các SPAC có 2 năm tìm kiếm một công ty tư nhân để mua lại, sau đó phát hành công ty đó tới đại chúng, vì công ty đó sẽ trở thành một phần của SPAC
công ty đã lên sàn từ trước. Trong trường hợp một SPAC không sát nhập hoặc mua lại một công ty nào đấy trong vòng 2 năm đầu tiên sau khi lên sàn, thì số tiền huy động sẽ phải trả lại cho cổ đông. Tuy nhiên, thời hạn này khá dễ đáp ứng vì các SPAC thường có sẵn mục tiêu trước khi IPO rồi. Bước 4. Sáp nhập. Sau khi thương vụ hoàn tất, công ty được mua sẽ niêm yết trên sàn chứng khoán. Các nhà tài trợ thường nắm cổ phần 20% cho công ty cuối cùng sau khi sáp nhập. Ở phần tiếp theo, hãy cùng mình đào sâu hơn vào tiềm năng và rủi ro của SPAC so với những cách thông thường. 4. Hai mặt của một vấn đề. Trước tiên, chúng ta có 4 lợi ích chính. Thứ nhất, quy định dễ dàng. Quy trình thẩm định của SPAC không nghiêm ngặt như là một thương vụ IPO, vì vậy doanh nghiệp hạn chế được công bố thông tin và những quy định phức tạp. Tiếp theo là tiết kiệm chi phí. SPAC phải chịu ít chi phí hơn so với cả IPO. Việc tiếp thị trong khi thực hiện SPAC cũng sẽ tiết kiệm chi phí hơn do không cần tạo roadshow để thu hút các nhà đầu tư. Tiếp đến là tiết kiệm thời gian. Lộ trình chào bán công khai bằng SPAC có thể mất vài tháng, trong khi quy trình IPO thông thường có thể mất tới từ 6 tháng cho đến hơn 1 năm. Cuối cùng, công ty được mua lại sẽ có được mức giá tốt hơn IPO truyền thống. Giá IPO sẽ phụ thuộc vào thị trường. Trong khi đó, với SPAC, công ty mục tiêu X có thể đàm phán một mức giá cố định của mình với các nhà đầu tư của SPAC đó. Đây là một lợi thế lớn với doanh nghiệp được mua lại. Do đó, dễ dàng thấy rằng thông qua SPAC, nhà đầu tư nhỏ lẻ có cơ hội đầu tư vào các công ty khởi nghiệp đang phát triển nhanh và kiếm lời tốt. Một đặc quyền trước đây thường chỉ dành cho những người giàu có. Dĩ nhiên, đi kèm với tiềm năng thì luôn có rủi ro. Đầu tiên, những công ty muốn lên sàn thông qua một vụ sáp nhập với SPAC có thể bị chính các cổ đông của SPAC đó từ chối. Thứ hai, nhà đầu tư rót tiền vào SPAC bị hạn chế về mặt thông tin, chủ yếu tin vào danh tiếng của các nhà tài trợ. Song, một số nhà tài trợ chỉ cố gắng hoàn thành phi vụ để không phải trả lại tiền cho nhà đầu tư và nhận tiền phí hoa hồng, chứ không quan tâm đến tiềm năng của công ty được mua lại. Cuối cùng, lợi thế của SPAC cũng chính là rủi ro mà nó có thể mang đến cho nhà đầu tư. Quy trình IPO truyền thống khó tính giúp đảm bảo cho các khoản đầu tư an toàn và sinh lời tốt nhất thì SPAC mang tính mạo hiểm nhiều hơn. Ví dụ, vào năm 2015, trong số 107 công ty SPAC, cổ phiếu không những không có lãi mà để lỗ trung bình 1,4% giá trị, trong khi lợi nhuận trung bình mà các công ty theo IPO truyền thống mang về cho nhà đầu tư là 49%. Công ty tư vấn Renaissance Capital cũng chỉ ra rằng lợi nhuận bình quân từ các vụ sát nhập SPAC trong thời gian từ năm 2015 cho đến năm 2020 là thấp hơn so với mức lợi nhuận bình quân mà nhà đầu tư thu được từ các vụ IPO trong cùng khoảng thời gian. Ok, vừa rồi là những thông tin căn bản để chúng ta có thể hiểu về cách vận hành của các thương vụ SPAC. Ở phần tiếp theo, chúng ta sẽ đào sâu hơn về hành trình của VinFast tại sàn chứng khoán Nasdaq. Quá trình niêm yết trên sàn Nasdaq của VinFast và mức định giá 23 tỷ USD. Ở đây, mình sẽ nói cụ thể về quá trình VinFast sử dụng SPAC để niêm yết trên sàn chứng khoán Mỹ và những câu chuyện thú vị xung quanh mức định giá của cổ phiếu này. Chúng ta hãy cùng bắt đầu với những thông tin cơ bản nhất. Đầu tiên, giới thiệu VinFast và Blackspace, công ty SPAC giúp VinFast niêm yết trên Nasdaq. VinFast là công ty con của tập đoàn Vingroup, được thành lập vào năm 2017 tại Hải Phòng, với tầm nhìn sẽ thúc đẩy phong trào cách mạng xe điện thông minh toàn cầu. Hiện VinFast đã phát triển thành công hệ sinh thái xe điện toàn diện, gồm các dòng xe SUV điện, xe máy điện và xe buýt điện. Hãng sở hữu nhà máy sản xuất ô tô hiện đại tại Hải Phòng, Việt Nam, với tỷ lệ tự động hóa lên tới 90% và công suất sản xuất hàng năm lên đến 300.000 xe trong giai đoạn 1. VinFast đã mở phòng trưng bày đầu tiên tại Mỹ vào năm 2022 tại California và ngày 28 tháng 7 năm 2023 đã khởi công xây dựng nhà máy sản xuất xe điện tại Bắc Carolina với mức đầu tư dự kiến là 2 tỷ USD, nơi sẽ bắt đầu sản xuất vào năm 2025. Blackspace là đơn vị thuộc hệ sinh thái của Blackspace Capital, một công ty đầu tư tư nhân của doanh nhân Lawrence Hall, con trai của vua sòng bài Macau, Stanley Hall, nhà tài phiệt từng lãnh đạo đế chế casino lớn nhất ở châu Á, SJM Holding. Chiến lược đầu tư của Blackspace Capital bao gồm đa dạng các loại tài sản như là cổ phiếu, SPAC và trước IPO, thu nhập cố định và bất động sản. Blackspace là một SPAC được thành lập bởi Blackspace Capital vào tháng 7 năm 2021 nhằm mục đích thực hiện giao dịch hợp nhất kinh doanh với công ty mục tiêu. Quy trình VinFast niêm yết trên sàn Nasdaq. Hành trình Nasdaq của VinFast có thể kể lại như sau. Ngày 20 tháng 7 năm 2021,
Blackspace được niêm yết trên sàn chứng khoán của NYSE với mã giao dịch là BSAQ, thu hút được 150 triệu USD trong phiên IPO và có thời gian 2 năm để đi bắt đầu tìm một công ty khác để mua lại. Vào cuối năm 2022, VinFast nộp hồ sơ đăng ký theo mẫu F1 lên Ủy ban Giao dịch Chứng khoán Mỹ để IPO. Tuy nhiên, vào ngày 12 tháng 5 năm 2023, VinFast và Blackspace công bố thỏa thuận sáp nhập doanh nghiệp. Công ty sau sáp nhập có tên là công ty trách nhiệm hữu hạn VinFast Auto. Trong đó, các cổ đông hiện hữu của VinFast sở hữu 99% cổ phần, còn Blackspace sở hữu 1% cổ phần. Trong đó, đầu tháng 6 năm 2023, VinFast rút đơn đăng ký IPO đã nộp trước đó vào tháng 12 năm 2022 và nộp đơn đăng ký mới để niêm yết cổ phiếu tại Mỹ thông qua hợp nhất với cả Blackspace. Như vậy, VinFast đã thay đổi thủ tục niêm yết tại Mỹ từ IPO qua SPAC để dễ được thông qua và nhanh chóng lên sàn hơn. Ngày 14 tháng 8 năm 2023, VinFast hoàn tất giao dịch hợp nhất kinh doanh với cả Blackspace. Sau giao dịch, VinFast sẽ tiếp tục kế hoạch niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Mỹ, còn Blackspace sẽ tự hủy niêm yết và trở thành công ty con thuộc sở hữu 100% của VinFast. Ngày 15 tháng 8, VinFast đã rung chuông ra mắt trên sàn chứng khoán Mỹ Nasdaq Global Select Market. Mã giao dịch là VFS, mã chứng quyền VFSWW. Ở phần tiếp theo, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu lý do VinFast được định giá tới 23 tỷ đô. Vì sao có định mức giá 23 tỷ đô? Mức định giá này là do VinFast và Blackspace thỏa thuận và tự định giá khi tung ra 2,3 tỷ cổ phiếu với mức giá là 10 đô một cổ. Cơ cấu cổ đông sau khi hợp nhất của VinFast Auto Ltd sẽ bao gồm cổ đông của VinFast và cổ đông của Blackspace theo bức ảnh này. Một điểm cần lưu tâm là dữ liệu có thể thay đổi đôi chút do ảnh được cập nhật vào tháng 5, thời điểm công bố thỏa thuận của VinFast và Blackspace, tuy nhiên không quá ảnh hưởng. Trong đó, ba cổ đông của VinFast trước hợp nhất gồm Vingroup, VIG và Asian Star đã chiếm tới 99% tổng số cổ phiếu, 1% còn lại của Blackspace. Với sở hữu chéo trong mạng lưới các công ty con của Vingroup, thì cá nhân ông Phạm Nhật Vượng sở hữu khoảng 45% cổ phần của VinFast. Khi ra mắt thì VinFast đã chào bán cổ phiếu với mức giá 22 đô trên cổ, đồng nghĩa với việc vốn hóa thị trường của công ty sẽ là 50,6 tỷ USD. Thậm chí sau phiên đầu tiên IPO thì giá cổ phiếu VinFast đóng cửa ở mức 37 USD, giúp cho vốn hóa công ty đạt tới mức 85,1 tỷ đô. Từ đó thì mọi người có thể hiểu lý do vì sao tài sản của Bắc Vượng lại biến động mạnh như vậy trong những ngày đó, đến mức lọt top 16 người giàu nhất thế giới. Tuy nhiên, mặc dù có 2,3 tỷ cổ phiếu, nhưng số cổ phiếu tự do giao dịch trên thị trường chứng khoán của VinFast chỉ là 4,5 triệu cổ, tương đương với tỷ lệ free float chỉ gần 2%. Thông thường, các cổ phiếu với tỷ lệ free float càng thấp thì càng dễ xảy ra biến động mạnh về giá. Nói một cách đơn giản, vì lượng cung ít nên chỉ cần một lượng cầu nhỏ cũng đủ đẩy giá lên cao và ngược lại. Do đó, doanh nghiệp gần như nắm đằng chuôi trong việc quyết định giá niêm yết trên thị trường. Bài viết này sẽ không bàn đến câu chuyện định giá rẻ hay đắt, tự hào nghi ngờ. Vì mục đích chính của việc niêm yết là để gọi vốn cho công ty, do đó hãy theo dõi kết quả của việc này. Sau này khi gọi được thêm vốn và ban lãnh đạo VinFast phải bán bớt cổ phiếu ra, thì lượng cổ phiếu lưu hành, free float sẽ tăng lên, phản ánh chính xác hơn cung cầu và kỳ vọng của thị trường lên giá cổ phiếu. Từ đó thị trường sẽ có mức định giá hợp lý cho cổ phiếu VinFast. Và vừa rồi là video kết hợp từ hai bài viết SPAC là gì và vì sao VinFast lựa chọn SPAC để niêm yết trên sàn chứng khoán Nasdaq và quá trình niêm yết sàn Nasdaq của VinFast với mức định giá 23 tỷ đô của người dùng Anh Tuấn Vũ. Một trong những lý do khiến Spyroom đẩy lùi ngày lên sóng bài viết này và chấp nhận việc bỏ lỡ đu trend tại thời điểm ra tin là vì chúng mình muốn quan sát sức khỏe của cổ phiếu VinFast cùng những dòng tin tức, quan điểm liên quan. Kể từ ngày VinFast lên sàn, tất cả những cộng đồng quốc tế về tài chính, chứng khoán hay thậm chí là về cả VinFast đều bày tỏ một sự hoài nghi vô cùng lớn về công ty này. Đến mức mà trên Reddit, một nền tảng mạng xã hội mở, có hẳn một series bóc tách hàng loạt vấn đề của Vingroup và VinFast. Tuy nhiên, Spyroom không có đủ chuyên môn để thẩm định những bài viết phân tích có vẻ công phu này, nên nếu tò mò thì các bạn tự làm điều đấy nhé. Tại thời điểm video này được thực hiện, giá trị cổ phiếu của VinFast trên sàn Nasdaq đang giao dịch loanh quanh ở mức 8 đô, tức là giảm khoảng 90% kể từ đỉnh 82 đô. Đúng vậy, giảm 90% trong chưa đầy 2 tháng. Thậm chí, nó vẫn đang có dấu hiệu giảm nữa.
Ngoài ra, Forbes cũng đã thay đổi cách tính tổng tài sản của ông Phạm Nhật Vượng sau khi bàn bạc với hàng tá chuyên gia phân tích, vì họ thấy có gì đó cứ sai sai khi lọt top 16 người giàu nhất thế giới. Tài sản của ông Vượng được ước lượng là trị giá 55,8 tỷ đô. Sau khi áp dụng công thức mới thì vào ngày 31 tháng 8, nó lập tức tụt xuống 6,7 tỷ và cũng suýt xoán ngôi con số 90% ở trên. Tương lai nào đang đón chờ VinFast và rộng hơn là Vingroup? Hãy cùng Spire Room học nhé! Còn bây giờ thì cảm ơn vì đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Đây là Spider Room, còn mình là Pink Dot. See ya!